Mới đây, một nhà cung cấp mạng ESP tại Việt Nam cho biết, tuyến cáp quang biển Asia America Gateway AAG đã gặp sự cố vào sáng ngày 19 tháng 7 trên nhánh S1H, vị trí lỗi cách trạm bờ trung tâm Vũng Tàu khoảng 108 km. Như vậy, đây là lần thứ hai trong tháng sợi cáp quang gặp vấn đề, cần thời gian khắc phục. Điều này đã khiến cho nhiều dân tình đứng ngồi không yên. Hiện tại thì tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đang diễn biến hết sức phức tạp. Một số tỉnh trên cả nước còn thực hiện giãn cách xã hội toàn địa bàn. Vì vậy nên trong thời gian này, hầu hết mọi người đều sẽ ở nhà, sử dụng mạng để làm việc, học tập, vui chơi hay là giải trí. Tuy nhiên thì do cáp quang gặp sự cố, ảnh hưởng tới 15% tổng dung lượng kết nối từ Việt Nam đi quốc tế hướng Singapore và Hồng Kông. Thế nên tốc độ truy cập các website nước ngoài tại Việt Nam cũng bị chậm lại so với trước. Trong khi đó thì rất nhiều ứng dụng là con cưng của người dùng như mạng xã hội Facebook, Instagram cũng bị ảnh hưởng theo. Dịch bệnh này ở nhà lại cộng thêm việc mạng Internet bị xuống thất thường đã khiến cho rất nhiều người vô cùng khó chịu. Một số người đã không rõ nguyên nhân còn đổ lỗi cho cục Wi-Fi có vấn đề.